chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Là Tâm Tâm đây cả nhà ơi. Và hôm nay thì trong video này Tâm Tâm sẽ chia sẻ đến cả nhà một nơi ở rất là gần chợ đêm. Tại vì hôm trước thì mình cũng đã tham quan chợ đêm Phú Quốc rất là đông vui và nhộn nhịp rồi. Hôm nay chúng ta sẽ di chuyển đến Dinh Cậu và một cái khu bờ kè mà mình nghĩ đó có thể gọi là Bến Ninh Kiều ở Phú Quốc đó cả nhà. Thì khi mà tới tham quan du lịch Phú Quốc thì chúng ta không thể bỏ qua một điểm du lịch tâm linh, đó chính là Dinh Cậu Phú Quốc với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ và bề dày lịch sử lâu đời cùng với sự linh thiêng bậc nhất ở đây. Dinh Cậu nằm ở khu phố 2, thị trấn Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Và ở đây thì nằm rất là gần chợ đêm Phú Quốc, cho nên chúng ta có thể dễ dàng di chuyển đi bộ từ phía hướng chợ đêm qua bên hướng Dinh Cậu ở đây. Và bạn Dương đang lái xe chở chúng ta đi tham quan một vòng của phố đi bộ Dương Đông. Cả nhà có thể nhìn thấy ở phía hai bên đường rất là đông vui. Và tới đây thì là cà phê nhà cổ, tại vì đây là ngôi nhà có từ lâu đời ở Phú Quốc rồi ha cả nhà. Thì chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn quang cảnh đường phố về đêm của Phú Quốc. Và ở phía bên này là những ngôi nhà hướng mặt ra phía bến tàu ở ngoài kia, phía bên biển ha. Bây giờ chúng ta bọc theo vòng xoay này và quay ngược lại nha. Sáng mai thì chúng ta cũng sẽ đi đến địa điểm này để thưởng thức món bún quậy kiến xây. Còn bây giờ thì mình lại tiếp tục di chuyển đến hướng Dinh Cậu nha cả nhà ơi. Bởi vì khi tới du lịch đảo Ngọc Phú Quốc thì mình không thể nào bỏ qua địa điểm du lịch tâm linh rất là nổi tiếng và linh thiêng như thế này. Rồi, bây giờ thì trước mắt chúng ta đang hiện ra là khu phố đi bộ, nhìn rất là sạch sẽ, mát mẻ và thoáng đãng nữa. Bên kia thì có những chiếc tàu đang đậu, neo đậu và có những ánh đèn rực rỡ chiếu sáng, nhìn rất là lung linh huyền ảo. Cùng với đó là rất là đông, kể cả du khách lẫn người dân tới đây vui chơi ha. Một khung cảnh rất là tuyệt vời luôn đúng không cả nhà. Bây giờ thì mình đã chạy tới hướng đi vào phía bên trong của Dinh Cậu và bờ kè ở bên trong. Thì mình cũng sẽ xuống xe và đi quay cho cả nhà mình xem nha. Và trước mặt chúng ta thì Tâm thấy có rất là nhiều những chiếc xe điện. Thì khi mà mình tới tham quan Phú Quốc á, thì nếu mà mình không có xe riêng thì có thể là di chuyển bằng taxi hoặc là xe điện, thì cũng tùy vào cái giờ mình thuê và cái hành trình của mình như thế nào. Hôm nay thì mình đi cùng với gia đình của cô Loan, cho nên là đi xe của thầy cô luôn. Rất là tiện lợi luôn đúng không cả nhà. Đó, bạn Dương làm tài xế chở chúng ta đi chơi khắp nơi luôn ha. Mình chạy xe thêm một khúc nữa tới chỗ Ngọc Trai Thu Ba, thì chúng ta sẽ xuống và quay cho cô chú anh chị và các bạn mình xem quang cảnh ở đây nha. Giờ mình đi bộ vô trong Dinh Cậu nha cả nhà ơi. Tại vì ở đây á thì không có chỗ đậu xe để bạn Dương đậu xe, cái rồi sẽ đi chờ đó, đi đậu xe xong rồi đi với mình luôn. Vậy mình đi đi. Giờ mình đi bộ vô trong phía Dinh Cậu. Có cái gì góp vậy cô? Cái chìa khóa. Mình lên lề đi đi. Cả nhà ơi, bây giờ thì mình đang đi vào hướng Dinh Cậu ha. Cảnh ở đây rất là đẹp luôn. Đẹp quá ha mẹ. Này cũng có một cái chỗ bán ngọc trai Thu Ba. Nhưng mà những cái cửa hàng như vậy thì mình nghĩ là sẽ mắc tiền hơn á. Ngoài kia rất là nhiều tàu thuyền đẹp quá. Kể cả chúng ta chưa đến Phú Quốc lần nào, hoặc là chúng ta đã từng đến đây, hoặc là mình nhìn Phú Quốc qua những hình ảnh review trên màn ảnh của thời gian trước,
thì đến bây giờ chúng ta nhìn thấy một Phú Quốc rất khác, rất là thay đổi. Và trước mắt chúng ta chính là dinh bà Thủy Long Thánh Mẫu. Còn ở phía bên này là một bờ kè được xây rất là kiên cố và nhìn rất là khác so với những hình ảnh cách đây khoảng một năm, thì chúng ta thấy là một bãi biển hoang sơ và con đường đi xuống đây thì nó không có giống như bây giờ rất là đông vui và tấp nập, và cũng rất là khác so với sự tưởng tượng của mình nữa. Sắp tới rồi đó. Ở bên đường là có rất là nhiều những cái chỗ bán hàng ăn vặt, có nước cam rồi trà đắt. Trẻ ơi, giúp dễ hay dễ mà trẻ. Mình đi xuống đó đó con. Mình đi xuống dưới đó đó ha. Quá trời xe đông luôn. Nước đi rồi xuống dưới mình uống rồi không cho. Có ăn chả cá gì không? Ghé mua nước nha cả nhà. Uống gì? Cô ba với cô, với chị, nước gà, nước mía hay là chanh chay gì cũng được, nước mía đi. Nhìn qua bên kia là có rất là nhiều những cái chiến thuyền đang đậu, có đèn hiện chiếu sáng nha. Giờ mình đang đứng mua nước mía. Mua nước mía cũng quay luôn cả nhà ơi. Nói chung là quay hết hành trình của mình, đi đâu về đâu là cũng quay hết luôn. Nhanh quá ha. Tao quay liền thì nó uống bánh ha. Chào cả nhà, mình đang đợi mua nước mía nha. Đang ở Vinh Cậu, đi bộ vô chút xíu là sẽ tới á. Hồi nãy thì đang ở bên chợ đêm rồi sau đó chạy quẹo qua bên Vinh Cậu. Quay cho cả nhà xem một cái một vòng khu phố đi bộ của thị trấn Dương Đông luôn. Được sự hướng dẫn của bạn Thư với bạn Dương. Quay qua bên hướng bên này nha, thấy dinh bà, đền thờ, với lại bên này là quán cà phê, những cái quán ăn nhỏ, thì những cái nơi mà bán đồ ăn vặt ở bên đường ha. Ở đây ban đêm đông ghê luôn ha. Đây bán có giống như bia hay gì mọi người ơi, với lại những cái đồ nướng nha. Chút mua gì cần? Có mua gì không? Lấy đi cam cho. Chân gà, xúc xích, bò củ lá lốt, rồi thêm trái cây, xoài lắc nữa nè. Cà na. Khách ngồi ăn ở phía sau rất là nhiều luôn á mọi người. Ở đó có cái hình giống như một cái thùng mà đựng cái thùng ủ nước mắm á. Cái biểu tượng như cái thùng ủ nước mắm vậy. Mấy đậu mình nhìn mình tưởng cái xô. Giờ mình đi qua hướng ở phía bên này nha. Nhìn giống như là cầu đi bộ, thì ở đó thì có hàng ghế ngồi hóng mát được nữa kìa cả nhà. Còn bên này là Vinh Cậu nè. Nhìn rất là cổ kính ha. Có những cái gọi như ban đêm mà nhìn không thấy rõ, nhưng mà là nhìn những cái rễ cây á, bám vào trong cái tường thì có lá cây mọc nữa kìa. Rất là ngộ luôn, rất là đẹp. Mình bước tới đây một xí đi. Phía trên này nè, có một cái lối đi lên để mà mình tới Phú Quốc thì mình sẽ có thể tới đây để cầu nguyện. Hiện tại thì đóng cửa rồi, Vinh Cậu nè. Đây là hướng ra biển. Đó. Ở đây ban đêm nhìn giống như là có rất là nhiều những cái mặt trời ha. Nhìn giống như là nhiều mặt trời màu vàng á, cái đèn á. Mà khúc cái khu này đường láng láng giống như bến kiều mình. Dạ đúng rồi, con thấy giống bến Ninh Kiều ghê. Cái này giống như cầu đi bộ rồi như nè. Cô đặt ở đây bến kiều. Dạ. Nhìn giống thiệt. Cha mẹ quay trở tài quay phim nha.
cảnh đẹp quá mà mẹ quê thích quay lắm kìa. Chào cả nhà. Mình đi dạy xuống đây hóng mát ha. Sóng biển, sóng vỗ kìa. Cả nhà có nghe không? Để mình quay cận cảnh cái dòng nước đó, nó vỗ vào bờ. Rất là nghe rất là êm tai luôn. Nhưng mà hơi tối quá ha. Nhìn không thấy. Bên kia không biết bên kia là địa điểm nào nữa, thấy sáng trưng luôn. Đang có nhạc cũng như là đánh nhạc sống đó. Wow, đẹp quá mẹ. Nó hơi tối, vô đây hơi tối. Nhìn thấy sóng nước vỗ vào bờ nè. Những cái đèn này nhìn giống như là mặt trời đang tỏa nắng ha. Rồi có cả mấy cái đá này nè, nhìn nó ngộ ngộ. Này kêu bằng đá gì á mọi người, nhớ là có cái tên gì đó mà mình quên mất tiêu rồi. Quán ha, có đánh nhạc ở bên đó nữa. Ở bên đó đó cả nhà. Xa quá, nhìn không thấy rõ lắm. Lại cái quán mà có cầu đó. Dạ đúng rồi đó. Ở đây mình đi thẳng dài xuống tới dưới luôn. Dài xuống tới dưới đó luôn. Bắt muốn chết. Ờ. Mà Dương nói cái đèn, mấy đèn chớp. Mấy cái đèn chớp đó là cái gì ha? Mấy đèn xanh xanh á. Xanh đó là những cái ghe. Ghe ha. Là, con mực, à. Mực người ta sẽ, con mực ở đây mình sẽ gọi đèn sáng lên, mực nó sẽ bu lại cái ghe à. Sẽ bắt thuật được. Đèn màu xanh xanh, xanh xanh nhóc hết trơn luôn nè. Hơn dẫn viên dẫn đầu là đi theo đó thôi. Cá bắt bây giờ bờ đấy. Ừ. Là mấy cây chấm chấm xanh xanh hồi nãy mình thấy hay là nó sẽ bật đèn, nó có đi. À. Đi sáng sáng đèn này, cá sẽ đi theo ánh đèn đó nó chỉ mình. Dạ dạ. Nghe đã lâu bây giờ mới biết ha. Bây giờ tại vì cũng giao dịch đó cho nên là mình không có vô trong dinh cậu cầu nguyện được. Nên là mình sẽ đứng ở ngoài này ha. Và có những cái lời cầu xin, cầu nguyện thì mình sẽ gửi gắm ở ngoài, hướng mặt về phía đó để mà mình cầu nguyện ha cả nhà. Nhìn vào ngọn hải đăng ha. À, bây giờ thì mình cũng đi tham quan một vòng buổi tối ở tính nói ở Cần Thơ. Bến Ninh Kiều Phú Quốc đi ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục series về Phú Quốc. Cảnh ở đây rất là đẹp và rất là mát luôn. Cả nhà nhìn thấy ngọn hải đăng không? Phía sau là một cái khách sạn cũng khá là nổi tiếng, Seashell.